Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Chào mừng quý vị các bạn đến với chương trình Sống khỏe cùng IDC Life. Và Thu Loan xin trân trọng được đồng hành cùng quý vị các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị các bạn, táo bón là một vấn đề thường gặp ở trẻ. Và có 3 giai đoạn trẻ dễ mắc táo bón nhất. Thứ nhất là giai đoạn trẻ tập ăn dặm, thứ hai là giai đoạn trẻ tập ngồi bô và thứ ba là giai đoạn trẻ điểm trường. Thưa quý vị và các bạn, có nuôi con thì mới hiểu lòng cha mẹ vất vả như thế nào, và có rất là nhiều ông bố bà mẹ cảm thấy nhói lòng khi nhìn con của mình rất là sợ hãi và đau sát khi đi tiêu, hoặc sợ đi tiêu hoặc nín nhịn khi mình đi tiêu. Và có rất là nhiều bố mẹ đã tìm đủ mọi cách, các phương pháp để làm sao để chấm dứt cái tình trạng táo bón này nhưng mà vẫn không hiệu quả, bởi vì là không hiểu nguyên nhân gốc rễ của vấn đề và không tìm ra cái phương pháp đúng cách để có thể giải quyết được vấn đề này một cách triệt để, an toàn và hiệu quả. Và chứng táo bón kéo dài lâu ngày sẽ để lại những cái hệ quả nghiêm trọng đối với trẻ, và đặc biệt là gây ra tâm lý lo lắng sợ hãi cho cả gia đình. Và cũng chính vì điều đó mà trong chương trình Sống khỏe của IDC Live ngày hôm nay, chúng tôi có mời đến trường quay một vị chuyên gia vô cùng đặc biệt, đó là thạc sĩ dinh dưỡng Nguyễn Phương My, chuyên gia tư vấn dinh dưỡng tại Trung tâm Dinh dưỡng Việt Đức, sẽ giúp các cha mẹ giải quyết tận gốc rễ vấn đề tưởng chừng như đơn giản nhưng vô cùng phức tạp này. Xin chào chuyên gia. Xin chào MC. Xin chào quý khán giả của chương trình Sống khỏe cùng IDC Live. Thưa chuyên gia, tuần vừa rồi chương trình có nhận được email của mẹ Phương Linh ở Ninh Bình, và nội dung email như sau: hiện nay em có một bé gái 6 tuổi và cháu bị táo bón, và em hay được nhà thuốc tư vấn là dùng thêm chất xơ cho con, nhưng tình hình táo bón vẫn không được cải thiện. Thì bác sĩ vui lòng cho em biết là bao nhiêu chất xơ là đủ và em nên dùng cái loại nào cho con. Em cảm ơn bác sĩ. Đối với cái trường hợp của mẹ Phương Liên ấy, thì cái sai đầu tiên của nhà mình đó chính là không biết tình trạng táo bón của con nó do nguyên nhân gì gây ra, đã ra hiệu thuốc mua về chất xơ cho con uống. Có thể cái táo bón con không phải do thiếu chất xơ mà nên mà dẫn đến là táo bón thì mua chất xơ về cũng không có tác dụng đối với con. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai, câu hỏi thứ hai của mẹ đó là chính là bao nhiêu chất xơ là đủ và uống như thế nào, thì cái đấy lại tùy thuộc vào cái tuổi của con và tình trạng hiện tại của con táo bón như thế nào thì mới có liều lượng phù hợp đối với bé. Chứ là nguyên nhân lại không phải do chất xơ thì mình không thể nào mà bổ sung chất xơ cho con được, đúng không ạ? Đấy người ta có thể gọi là lạm dụng chất xơ. Bây giờ trên thị trường có rất nhiều loại, thành ra các mẹ hay bị lạm dụng. Theo mẹ, trong tình hình cụ thể này là bé gái 6 tuổi thì cái lượng chất xơ bao nhiêu là phù hợp? Thường đối với bạn trung bình, những bạn bình thường thì cái lượng chất xơ hàng ngày đối với bạn thì là tùy vào chất xơ hòa tan với bạn khoảng độ 100 mg. Còn đối với chất xơ không hòa tan nó rơi vào khoảng độ 400-500 mg trên một ngày là đủ. Có nghĩa là một ngày bạn ấy sẽ ăn khoảng, nếu mà đối với rau xanh bình thường, bạn ấy có thể ăn khoảng một ngày 6 tuổi nó sẽ rơi vào khoảng từ 300-500 gam rau trên ngày. Đấy. Còn ăn thêm trái cây, hoa quả tùy vào cái đó, được chưa? Còn nếu chất xơ hòa tan thì nằm trong củ quả nhiên thì mình ăn hết củ quả. Ngoài việc uống đủ nước, ăn đủ chất xơ rồi mà vẫn không hiệu quả thì theo chuyên gia còn có phương pháp nào khác không ạ? Thứ nhất đó là tầm này, đi học thì thường là không chú ý uống nhiều nước, cực kỳ ít. Các bạn ở lớp có khi cả ngày đi học có khi chỉ uống, như bạn học bán chú ấy, đấy thì sẽ chỉ uống nước một chút, nước canh buổi trưa thôi, và cái cả buổi đúng như tiết học buổi sáng cả đến học buổi chiều không uống nước, mà giờ ra chơi vận động chảy nhẹ toát mồ hôi rất nhiều thì đương nhiên dễ đến táo bón đầu phân là chuyện bình thường. Thế nên là các bậc cha mẹ phải chú ý để bổ sung nước cho con. Một là nhắc nhở các con uống thêm nước, hai là có thể mang cho bạn một bình nước đi, bạn uống bổ sung thì lúc đấy mẹ kiểm soát được cái lượng nước con uống, đúng không ạ? Về mà thấy bình hết thì bạn đang uống hết, mà thấy bình còn thì bạn đang vẫn còn, là không uống hết thì nhắc nhở thì con lần sau. Đấy. Còn trường hợp táo bón do thiếu chất xơ thì trước hết mình nên bổ sung bằng cái đường tự nhiên đã. Đấy, tự nhiên mình có sẵn, tại sao mình phải bị uống mình phải bổ sung khi mà chưa cần thiết như vậy? Bổ sung chất xơ tự nhiên bằng cách thứ nhất là ăn nhiều rau xanh. Nhưng bạn này thường rất là ít ăn rau xanh, bạn ăn
nhiều rau xanh lên, nhưng mình cũng lại có nói là ăn từ khoảng 300 đến 500 gram trên một ngày thì là đủ. Ngoài ra khi mà bạn đã bị táo bón rồi, mẹ có thể chất xơ hòa tan ở trong quả bơ và ở trong khoai lang. Quả bơ rất là giàu mẹ, đúng rồi, rất là giàu chất xơ hòa tan, thì ăn ngày nào cũng ăn ngày nhá. Đối với quả bơ ngày nào cũng ăn bơ, nhưng mà không được cho quá nhiều đường, không được cho quá nhiều đường sữa thì nó sẽ giảm cái sự thu chất xơ đi, thành ra là nó cũng bị phản cái tác dụng. Cái thứ hai là khoai lang. Khoai lang thì ra khoai lang sống, cái củ khoai lang sống ấy, nó là giàu chất xơ nhất và có tác dụng điều trị táo bón tốt nhất. Thì mọi người thường hay luộc lên xong hoặc lên nướng đi đúng không, càng chế biến nhiều càng giảm được chất xơ đi. Thì mẹ có thể lấy củ khoai lang sống, mẹ nghiền mịn ra, sau đó lọc lấy nước, ép lấy nước cho con sử dụng. Đấy cũng là cách tự nhiên. Thưa chuyên gia, là điều trị táo bón là một sự phối hợp giữa sự là thay đổi chế độ ăn uống này, thói quen đi tiêu này, rồi là vận động và dùng thuốc. Nhưng mà việc dùng thuốc như thế nào là an toàn là thưa chuyên gia? Sao thì tư vấn rõ hơn về vấn đề này không ạ? Sau khi mà sử dụng tất cả các phương pháp tự nhiên kia dùng mà bé vẫn bị táo bón, thì khi đấy mình mới nghĩ đến trường hợp là phải dùng thuốc cho con. Mà dùng thuốc hợp lý chỉ bằng một cách duy nhất, đó là cho con có được cái sự tư vấn của chuyên gia và bác sĩ. Bởi vì sao? Và tất cả các bạn dùng thuốc không phải với sự tuân thủ theo một cái phương pháp điều trị. Chứ bây giờ bạn đã đang điều trị, có những bạn đến điều trị với mình, tháng đầu tiên bạn đi tuân thủ rất tốt, xong mẹ lại thấy rằng là con tập bạn ổn rồi, không đã dừng luôn, không thể quay lại tái khám nữa. Thế xong khoảng được 2 tháng sau lại thấy dẫn con đến, nói bảo là con nhà em lại bị táo bón rồi, làm sao này. Thì lúc đấy là do là mình không tuân thủ đúng cái hướng dẫn của mình. Tại vì khi khám cho các con bao giờ mình không hướng dẫn là đơn 1 tháng và sau đấy phải quay lại kiểm tra xem cái gì ổn rồi chưa ổn, mình lúc đấy mình mới tiếp tục, không là dễ lại bị quay lại. Nhưng các bạn lớn tầm này dễ bị táo bón quay lại lắm. Thế nên là mình cần phải chú ý vấn đề đó. Xin cảm ơn chuyên gia về những chia sẻ vô cùng thực tế và hữu ích, và đặc biệt là những phương pháp sử dụng rất là tự nhiên đúng không ạ, rất là tốt cho trẻ khi mà bổ sung chất xơ cho con. Thưa quý vị và các bạn, đúng là để chịu điều trị được táo bón thì cần có sự phối kết hợp giữa chế độ ăn uống, vận động, thói quen đi tiêu và cách dùng thuốc nữa. Và trong trường hợp đặc biệt thì cần có sự can thiệp của thuốc. Nhưng mà dùng loại thuốc nào và sử dụng thuốc như thế nào an toàn và hiệu quả là một vấn đề mà bố mẹ nên quan tâm và nên chú ý để giảm bớt những cái ảnh hưởng nghiêm trọng đối với trẻ. Và đặc biệt là theo ý kiến của chuyên gia thì chúng ta nên sử dụng những cái phương pháp tự nhiên bổ sung chất xơ tự nhiên trẻ là tốt nhất. Để được tư vấn kỹ hơn, quý vị vui lòng xin liên hệ số hotline 0826212102 hoặc gửi thư về email của địa chỉ của chương trình, đó là tư vấn bác sĩ 145a@gmail.com. Thời lượng của chương trình Sống Khỏe cùng IDC Life đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình tiếp theo. Và đừng quên theo dõi chương trình của chúng tôi được phát sóng hàng ngày vào lúc 20 giờ tại kênh IDC Life. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.